Khi được hỏi về chức năng của gan, câu trả lời của bạn sẽ là gì? Gan là chức năng chính thanh lọc độc tố cơ thể, vừa đảm nhiệm chức năng ngoại tiết và nội tiết, vừa là kho dự trữ của nhiều chất, đồng thời cũng là trung tâm chuyển hóa quan trọng. Vốn được ví như thần dược bảo vệ gan, cây kế sữa thường được sử dụng như một liệu pháp bổ sung cho những người bị tổn thương gan. Ngoài ra, còn có tác dụng ngăn ngừa sự suy giảm chức năng não liên quan đến tuổi tác, kích thích quá trình khoáng hóa xương, tránh tình trạng mất xương. Đặc biệt, trong cây kế sữa có hoạt chất silymarin. Đây là một chất chống oxy hóa mạnh hơn ít nhất 10 lần so với vitamin E. Hóa chất này làm tăng 35% glutathione trong gan người khỏe mạnh, giúp thải độc gan một cách hiệu quả. Viên uống bổ gan Blackmore Milk Crystal với hàm lượng 1000mg cây kế sữa trong mỗi viên nang sẽ giúp tăng cường chức năng gan, tăng khả năng đào thải độc tố, tái tạo và phục hồi các tế bào gan bị tổn thương, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa hiệu quả các bệnh về gan như viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ, ung thư gan. Để tăng cường chức năng gan, Blackmore Milk Crystal tích thị là sự lựa chọn đáng giá.